Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại hướng dẫn cho các bạn tích hợp ví Trust Wallet lên trên ví Master để chúng ta có thể sử dụng một mình cái ví Trust Wallet này, mà chúng ta sẽ sử dụng được nhiều loại ví thì chúng ta kết hợp lên. Chúng ta cũng không cần phải tạo cái ví Master. Để thứ nhất là cái giảm cái phí chúng ta chia, có nghĩa là những anh chị mà vốn ít thì có thể là mình không phải chia ra, ví dụ như là một số BNB mà mình bị chia ra nhiều ví, ví dụ như ví chớp một ít, ví Master một ít, hoặc là ví Sapphire một ít, thì nó ví dụ như là nó bị chia ra, chia vốn ra, chia cái nguồn phí của chúng ta ra. Thì đầu tiên để được chúng ta phải vào trong CH Play hoặc trong App Store để chúng ta tải hai cái loại ví về, một là ví chết, hai là ví Master. Thì các bạn cứ tạo cái ví chết, hoặc là các bạn đã có ví chết rồi thì các bạn không cần phải tạo nữa, các bạn chỉ cần tải cái phần mềm Master về. Xong, sau khi phần mềm Master các bạn đã có Master thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mở ví chớp ra. Rồi, ngay chỗ khu cài đặt các bạn bấm vào cài đặt, các bạn bấm vào các ví, thì các bạn bấm thẳng vào cái ví mà các bạn muốn nhập lên này. Bấm vào đây, các bạn bấm vào hiển thị cụm từ nên là khi mà các bạn chụp, nếu mà các bạn đã chụp rồi, khi mà cái lúc mà các bạn làm ví các bạn đã chụp rồi thì các bạn không cần phải vào đây nữa, bạn nhập thẳng lên thôi. Rồi các bạn bấm vào đây, ok, các bạn chấp nhận điều khoản. Hoặc cái này các bạn cũng có thể là cái này không có để lên đây, bởi vì cái ví này ví chính của mình nên thành ra mình chỉ chia lại hoặc mình cắt đi. Thì các bạn sao chép, bấm vào search cái cụm từ, sau đó thì các bạn sẽ mở ví Master lên, các bạn bấm vào bắt đầu, các bạn nhập vào cái hàng chữ là nhập bằng cách sử dụng cụm từ gốc. Sau đó các bạn sẽ dán cái chúng ta vừa copy, có nghĩa là các cụm từ 12 ký tự ấy. Sau đó các bạn sẽ tạo cho nó hai cái mật khẩu, bạn tạo sao cũng được. Tốt. Cho các bạn mở khóa hay tuôn và các bạn bấm vào đồng ý. Rồi nó lên cái khu này thì chúng ta không cảm ơn đi, thì ngay ở đây các bạn sẽ thấy là cái ví của các bạn ở như Trust Wallet, các bạn sẽ nhìn vào cái ví Trust Wallet xem đúng không, ví E của chúng ta, rồi nó đúng. Sau khi đó thì nếu các bạn muốn ở đây là cái mạng Ethereum, chúng ta muốn lấy một cái mạng khác, cái mạng khác ví dụ như là BSC, thì các bạn bấm vào đây ba gạch, sau đó các bạn kéo lên và bấm vào cài đặt. Các bạn bấm vào mạng, thêm mạng tùy chỉnh. Rồi các bạn bấm vào thêm mạng này. Rồi các bạn bấm vào thêm mạng. Thì tất cả những cái token, cái mạng nó sẽ hiện ở đây cho các bạn, để các bạn có thể là các bạn thêm vào. Ví dụ như là
Rồi. Thì ở đây cái tên mạng thì các bạn, cái này là tùy chỉnh, các bạn có thể đặt được là BNB Smart Channel. Rồi. Cái uname này thì mình có thể để, mình để ở dưới phía dưới cho các bạn để các bạn copy, hoặc là các bạn có thể gõ vào. Các bạn có thể gõ vào nhé. Ok. Để mình lấy cái chính xác cái mạng BFC. Ok. Rồi. Ở đây mình sẽ gõ cho các bạn thấy luôn nhé. HTTPS. Chịu. Cái này các bạn phải gõ cho nó đúng nhé, chứ nó không đúng là không được đâu. BSC gạch data. Tên đi. Chấm. Binance. Binance. Chấm .org. Dấu gạch. Thì chuỗi của nó là cái chuỗi 56. Và ký hiệu thì BNB. BNB. Và cái trình khám phá của nó là các bạn gõ là HTT. Xin lỗi. HTT PS 2.2 gạch BSC scan .com. Rồi, sau khi đó thì các bạn đã nhập được tất cả các tự vào đây, các bạn bấm thêm. Đấy. Sau khi đó thì các bạn đã thấy là BSC của chúng ta đã có sẵn ở đây này. Đấy. Cái ví chết của chúng ta có bao nhiêu thì ở trên đây sẽ hiển thị bao nhiêu, và chúng ta thêm token thì vào, ví dụ mạng BSC, đặc biệt là cái con BSW mà chúng ta đào mỗi hôm, thì chúng ta bấm vào đây, chúng ta bấm vào trình duyệt và chúng ta chạy cái phần mềm, cái trang web của nó vào đây, và chúng ta claim nó về. Bữa mà chúng ta đào 30 phút ấy. Rồi chúng ta lại quay vào ví thôi, và chúng ta thêm token vào đây. Các bạn có thể gõ con chắc vào đây, ký hiệu và end token, thêm token là xong. Nó cũng giống như là ví chết mà thôi. Thì để chúng ta giảm được cái lượng phí nó lưu thông ở rất là nhiều ví, thì chúng ta chỉ cần một cái ví tích hợp ở ví cái ví chết, và chúng ta nhập lên master thì chúng ta dùng cái master luôn. Đấy, chúng ta không phải tạo cái ví master nữa, nhưng mà chúng ta vẫn chạy trên cái nền tảng của master. Đấy, để cho cái lưu lượng BNB hoặc là Ethereum, đặc biệt là Ethereum hiện tại nó phí nó rất là cao, mà chúng ta lại để mỗi ví mỗi ít thì rất là tốn phí. Ví dụ bên sau các bạn dồn về thì các bạn lại tốn một mớ phí nữa. BNB cũng vậy, hoặc là các mạng khác các bạn không tích hợp được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.